Thế là sáng ngày mai ông lại phải vì bừa cái chỗ này ông nhỉ? Bừa luôn luôn. Bừa luôn à? Lấy người bừa hay là lấy cháu bừa ấy? Người bừa tham thế này được mà. Lấy người bừa. Bừa mấy cái chỗ, bừa mấy cái chỗ đắp thôi nhỉ? Chào Quân, xin chào tất cả quý ông bà các anh chị. Chào mừng tất cả quý ông bà các anh chị đã tiếp tục quay trở lại với nội dung mới tiếp theo trên kênh Bản Em. Một ngày mới con chúc tất cả quý ông bà các anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay con lại tiếp tục xuống nhà hai ông cháu. Thì hôm nay anh Lực lại có việc bận thì đi rồi. Hôm nay thì con hộ anh để xuống chia sẻ và xem là hôm nay ông có gì làm không. Để con cùng ông phụ giúp ông được phần nào thì hay phần đó. Bây giờ thì con mời tất cả quý ông bà con anh chị sẽ theo chân, sẽ theo dõi hết video ạ. Bây giờ thì con cũng không biết thì ông cũng ở nhà hay không. Con giờ con đang ở cũng ở gần chỗ ông thôi ông. Còn giờ con cũng ở trong thôi các bác ạ. Hôm nay thì con mới xuống. Ui, ông thì cũng không ở nhà đâu cô bác ạ. Giờ thì con cũng không biết ông đang ở bên đâu. Em mẹ thì cũng không thấy luôn cô bác ạ. Giờ con chỉ thử ra bên kia xem là ông có ở bên kia không. Nhưng mà ông ở bên kia thì con sẽ xem là ông đang làm gì. Ông ơi! Ôi. Ôi, thấy cháu còn ông ở bên kia các bác ạ. Cũng không biết là ông có ở đây không. Thì con chỉ thấy mỗi là con cháu thôi. Ông ơi! Ông đang ở đâu đây? Ôi, thưa các bác. Ông đang lấy cỏ bên kia, ông đang lấy củi bên kia. Bây giờ con sẽ ra chỗ ông xem mà ông đã lấy được chưa. Nếu chưa lấy được thì con sẽ ra phụ giúp ông. Ông đi đường nào đấy ông ơi? Đường trên à? Ông thì ông đang lấy củi à? Ông thì đang lấy củi dưới này. Hôm nay mẹ đi đâu rồi? Đi bên kia rồi à? Thế một mình ông tự lấy à? Ông chào ông các bà. Chào các bác các chị nha. Thế ông về lấy lâu chưa? Lâu rồi. Lấy lâu rồi à? Bây giờ ông chuẩn bị về nhà chưa? Ừ. Cháu ông vác đi nhá. Tôi không có củi. Tôi không có củi à? Không có củi à? Vâng. Hôm nay các anh thợ có về làm không? Chưa không làm đâu. Lúc đấy cháu tưởng là các à. Cháu tưởng là các anh thợ ra làm. Đây thì con về thì cũng không thấy anh thợ ở đâu cả. Con tưởng là mấy anh thợ đang xuống chờ cắt thì không ai ở nhà. Hết chỗ này hay là còn có đây không? Chỉ có một tí nữa. Bây giờ ông còn lấy không? Không lấy rồi. Lúc đấy thì con tưởng ông đi đâu. Hôm nay là các anh thợ không ở thì ông
Anh chị ở nhà là làm ruộng với lại lấy củi thôi các bác. Mấy hôm nay thì cũng không có gì làm. Ông thì ông bảo là ở đây thì con xuống con thấy ở dưới kia thì cũng đã thấy ông cày dưới kia. Bây giờ thì con nhà bắt củi bên kia đó. Thế ông lấy được hai bộ bé à? Thế là tối nay có củi nấu cơm rồi ông nhỉ? Thế lúc đấy ông đi cày dưới kia à? Vừa đi làm về. À, ông cũng vừa đi làm về à? Có củi lấy củi một tí. Vâng. Mấy ngày hôm nay thì cũng không có gì làm, chỉ đi cày dưới này thôi ông nhỉ? Thì có mà. Vâng. Nhưng cần thiết để làm cái đấy trước. Vâng. Mạnh ra nhà quyết chơi à? Đi nhà bà trẻ ở bên kia. À, đi nhà bà trẻ à? Vâng. Quyết đi đây à ông? Thưa bác thì con cũng vừa xuống thì con cũng bắt gặp ông đang lấy củi. Ồ lắm, gì dưới đi, gì vừa đi. Vâng. Họ dưới kia làm gì nhiều thế không? Đi cúng mà, dưới đi. À đi cúng à? Hôm nay có gì làm không? Gấp cái dùng. Nếu mà có thì cháu cùng ông làm. Như em Mạnh thì ông đi làm thì em Mạnh tự ra nhà các cô các chú bên kia để chơi các bác ạ. Thế là đây là hôm qua ông đào à? Hay là các anh thợ về đào đấy? Qua thử nó về làm. À hôm qua thợ về làm à? Ừ. Trời hôm nay không nắng nhưng mà tắt hết mồ hôi ông ạ. Sao tối nay mưa sao thế? Cũng mưa. Vâng. Làm dưới này hai ba đợt. Vâng. Thế ông làm ruộng xong hết chưa? Chưa hết ạ. Chưa hết à? Nhưng mà lò chiếc chưa đầy. Tí còn đi làm không? Làm. À, nếu mà tí đi làm thì cháu cũng tí nữa thì cháu phụ giúp ông làm. Ông cày bằng trâu đúng không? Cày bằng trâu thì cháu cũng biết là cày. Cúc làm thôi, đâu không khẩu. À, lấy cuốc à? Ừ. Cúc làm lấy cả trâu trâu. Như mấy hôm nay thì cháu mình cũng không có gì làm ông ạ. Mấy hôm nay chỉ có là làm ruộng thôi. Hôm nay thì các anh thợ cũng không xuống làm hộ. Hôm nay các anh thợ cũng không xuống làm rồi ông nhỉ? Mà sáng nay còn đi nghỉ đưa. Mà đi chiên đi. À sáng nay đi đám mạo không? Ừ. Ừ. Sáng nay. Thì lúc đấy các anh thợ mới về. Lúc đấy cháu xuống cháu tưởng là các anh thợ đang làm ở đây. Thế bây giờ đi làm chưa ông? Thưa các bác thì ông thì cũng đã hút thuốc quen rồi các bác. Thì giờ nếu mà cho ông bỏ thì cũng rất là khó các bác ạ. Bởi vì là ông thì hút thuốc xong quen giờ thì cũng không bỏ được. Bởi vì là được hút lâu thì giờ không hút thì không biết là ông có bị. Giờ nếu mà ông không hút thuốc thì nó như nào ấy ông? Thèm hút. Thế, ông bảo là thế thèm thuốc quá. Hút quen thì nếu mà không hút thì thèm thuốc ông nhỉ?
Thì con vừa hỏi ông thì ông bảo mà không hút thì thèm. Thưa các bác, thì ông cũng vừa đi làm về, ông bảo là nắng quá, giờ ông đi tắm đã các bác ạ. Chắc là con cũng xin dừng ghi hình ở đây một chút, rồi một tí con lại ghi hình cho cô bác cùng xem. Thưa các bác, thì ông cũng đã tắm xong rồi. Bây giờ thì ông đang lấy củi, con sẽ cùng ông vác củi về nhà đó cô bác. Bây giờ vác củi đi về nhà đã ông? Vâng. Thế cháu nhà. Vác cái này đi trước nhá. Ừ. Được không? Được mà ông. Thưa các bác, thì bây giờ con sẽ cùng ông vác củi đi đến nhà, thì con sẽ ra cùng ông đắp bờ ruộng của bác ạ. Ông bảo là vác củi đến nhà xong ra đắp bờ ruộng, thì con cùng ông để đắp bờ ruộng. Hôm nay thì xuống nhà ông thì cũng không có gì làm đâu các bác. Hùi. Ừ, chính là mình nữ khẩn nhờ. Dễ đấy không? Vậy nhưng bây giờ xin mình chết. Vâng. Ê! Hun! Ai không? Mẹ. À, em mẹ bây giờ. Này ô! Mạnh thì đang chạy từ trên kia xuống các bác ạ. Chắc là đi chơi bây giờ các bác. Ồ, đây có một cây là cây sơn đấy ông ạ. Sơn. Ông có đốn được cây sơn không? Được không ạ? Nếu không đốn được lấy đi đốn thì ngứa cả người đấy. Cây sơn này thì cháu cũng không dám cầm đâu. Chắc khô rồi. Vâng. Một tí bây giờ ông cháu mình đi đắp bờ ruộng đâu. Xong một tí bị ấy, một tí bị chặt xong. Bây giờ ông cháu mình đã bật ruộng rồi nhé. Từ chỗ này là lên là lúa của nhà ông à? Ừ. Lúa của nhà ông cũng không chết đâu nhỉ? Ừ. Ừ. Về nhanh là Mạnh ơi. Rồi con bò. Con hên la đây rồi. Đây có một cái ruộng thôi không? À đây có một cái cuốc thôi. Ừ. Tôi chú vẫn ạ. Cháu quen tay này thôi ông ạ. Dạ. Đấy là phần chụp phải mà. Ừ. Nó phần. Vâng. Ui dồi. Ít quá. Công việc mà đã bờ ruộng này thì cũng không xa lạ gì với con các bác ạ. Ra bên kia đắp về không? Ừ, đắp đi. Đây là đắp từ đây đi ấy. Đi. Vâng. Mạnh đâu đấy? Đi có đi tắm nha, sâu lắm đấy. Tháo đây không chú mẹ không? Cho nó phải
Dưới mà ạ. Trong đá là trong à. Ô kia còn một đồng, một đoạn chưa có nữa không? Có, còn ít. Mỏ nhầm đây ô xem tạp à. Những người thuần một tay không nhỉ? Mày đi nhà ai vậy? Hả? Nhà ai về đây? Con xuống thì xem lúc nào mà có tiếng nhà ông kia thế. Nếu ông có việc gì thì con sẽ cùng ông để làm. Còn nếu mà nhưng mà không có thì con sẽ lại đi về các bạn. Đừng có nghịch nha, bẩn lên mày ơi. Không được nghịch nha. Ra nha, đi ra. Ôi, có nghịch nha, tí khẩn hết đấy. Như là anh Mạnh thì cũng không biết làm gì đâu cô bác. Thì biết là chơi. Đói thì đi đợi ăn. Đi đợi ông ăn cơm. Đây là ngày mai mới kịp trước rồi không? Hả? Đây ngày mai kể tiếp hay là một tí ông lại cày đấy? Mai bắt phân về. À. Hai ba ngày nữa. Vâng.
cơm nhỉ. Nhưng mà nó ốc lật đấy rồi. Nhạ, nhạ. Nó lại em nhạc. Bọc lê à. Cái bọc lê nào chất lỏng ạ. Vô sản tập, nếu làm thế bị hức thở. Dê cái chỉ hức thở. Ông có hút thuốc này à? Cái nào không có thì hút. Ông kia, nếu mà còn bây giờ một ít thuốc, thuốc nào. Không phải là thuốc nào các bác, con nào cũng không biết thuốc này là thuốc gì. Ông bảo lúc nào mà hết tiền thì lấy thuốc này để ăn, để hút. Đắp bù ruộng như thế này thì rất là đau lưng của bác ạ. Nếu mà đắp nhiều thì đắp nhiều chắc phải nghỉ một ngày. Đắp bù ruộng như thế này khá đau lưng ông nhỉ. Mai cứng được xong đốt này. Không nằm đi. Đưa đi bốc hả? Mai ông về. Ông à. Mai ông về cây sớm hay là chiều chiều mới cây không? Sáu bảy ngày nữa mới cây. Hả? Mai lóc phân cho. Vâng.
không có gì cấm lại mặc địa tử nào. Làm thế này mới chắc không ạ? Lúc nào Mạnh mới biết đắp bừa ruộng cho ông đây. Ui. Cái này chắc ngày mai mới lại đắp được ông nhỉ? Bây giờ không đắp được rồi. Không đắp được thì đứt này được cắt. Vâng. Chỗ này thì lúc đấy ông không bừa được các bác ạ. Bởi vì ra chỗ này lúc đấy trước nữa. Thế là sáng ngày mai ông phải vì bừa cái chỗ này ông nhỉ? Bừa luôn luôn. Bừa luôn à? Lấy người bừa hay là lấy cháu bừa ấy? Người bừa làm thế này được mà. Lấy người bừa. Bừa mấy cái chỗ, bừa mấy cái chỗ đắp thôi nhỉ. Này Mạnh, không được nghịch bùn nha. Vứt xuống đi. Vứt xuống, không được nghỉ. Ôi Mạnh thì đang ở bên kia đang nghịch bùn của bác ạ. Hôm trước cháu xuống cùng ông để lên nhà em Quyết cắm mấy cái dây điện kia thì nó có bị sao không ông? Không sao đâu. Không sao đâu à? Ồ, như thế này tí người có đắp được không? Chỗ đắp xem nào. Nếu lúc nào không có trâu thả nước về làm như thế này không nhỉ? Chỗ này thì còn một ít thì ông không lấy trâu về nữa cô bác. Bởi vì là còn một chút chút như thế này thì lấy người làm cũng được cô bác. Khá là nhanh các bác, mới đứng ở đây đúng một lúc mà đã chạy đến nhà rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào.
Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng của bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được các bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè của bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn các bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này các bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này các bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang của bác. Thưa các bác, thì hôm nay con xuống nhà ông thì cũng không có gì làm đâu các bác. Xuống thì gặp ông đang đắp bờ ruộng thì con cùng ông đắp bờ ruộng luôn các bác. Thì bây giờ cũng đã đắp xong rồi. Cái thước phim của con thì đến đây cũng khá là dài rồi các bác ạ. Và hẹn gặp lại cường bà con chính trị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào các em các chị. Thank you.